Em chào chị ạ, em về đây ạ. Lại thằng đó mua cho à? Dạ. Anh ấy mua cho cả chị này. Chị khỏi. Định một túp lều cho anh hai trái tim vàng à? Mà suốt ngày ăn mấy thứ rẻ tiền này. Ở quê đã khốn khó rồi, giờ lên thành phố lại vác thêm mấy cục nợ này. Cũng đi học đi làm như mày. Thế thì bao giờ mới khá lên được hả em? Thì bây giờ hai bọn em đều đang cố gắng mà. Thôi em ăn xong rồi, em đi làm đây. Chị là chị muốn tốt cho mày nên chị mới nói. Giờ ấy, là phải yêu một anh nào có kinh tế một chút, thế đỡ phải đi làm không? Em biết rồi, em đi làm nhá. Ờ kìa cái con này. Dạ, cà phê của anh, nước cam của chị ạ. Anh cảm ơn. Sao đấy? Dạ. Bo chứ gì. Đây. Dạ không cần đâu ạ. Thôi. Em không cần đâu ạ. Chê à? Nhân viên ở đây chảnh anh nhỉ? Này, anh này khác anh hôm trước phải không em? Chắc là chị ý lại mới quen trên mạng ý. Tí nữa đi về nhà anh nói cho. Hôm nay em mời nhá. Thôi, để anh. Anh trả suốt rồi còn gì nữa. Hôm nay để em trả. Thì anh là đàn ông mà. Thôi chết rồi, em để quên ví ở nhà rồi. Để anh trả. Nay em cầm tiền thì còn đi đường chứ. Em xin. Về anh nhớ gửi số tài khoản cho em đấy. Lắm chuyện. Đáng bao nhiêu rồi. Anh nhiều tiền lắm. Này. Này. Một tháng mày làm được bao nhiêu? Em làm theo giờ, 25.000 một giờ. Tao ấy, 30 phút đi cà phê 500.000. Bây giờ mày cứ lên mạng kiếm một anh nhắn tin tán tỉnh 30 giây thôi là hẹn đi cà phê. Lúc về mày cứ bảo là không mang tiền, kiểu gì các anh chẳng cho 200 đến 500 đi xe về, chả cần phải làm gì cả. Mày cứ tính xem một tháng được bao nhiêu. 10 đến 15 triệu. Thế là ngồi chơi xoay nước không cần phải bưng bê gì cả, vẫn có tiền tiêu cả tháng. Đã xấu thì phải biết phấn đấu. Thì em vẫn đang phấn đấu từng ngày mà. Nói mẹ như nước hủ đầu vịt. Anh dừng ở đây thôi. Anh về cẩn thận nhá. Anh về cẩn thận nhá. Em về đây. Mày còn nói với tao là suất cơm này mày ăn thừa, xong mày mang về ăn tiếp đi nhá. Mày đừng có lây cái đứa nghèo nàn của mày là người yêu mày cho tao nữa. Tránh xa tao ra. Nhưng mà không ăn thì phí lắm. Kệ mày. Anh về nhà chưa ạ? Em phải chia cho một đứa cùng phòng nữa, chứ một mình em ăn làm sao hết. Béo ơi là béo ý. Em chào anh. Sao? Biết ghen tị rồi à? Em chả thèm. Trai gọi. Anh à, sao lần trước sau buổi cà phê anh không gửi số tài khoản cho em để em chuyển trả? Anh làm em ngại chết đi được ý. Thời gian cho anh thì lúc nào cũng chả có. Em chào anh. Nhiều trai cũng mệt thật đấy. Mày thử tính xem, chỉ cần một anh chàng thôi là đã chả cần lo gì ăn tiêu cho cả tháng rồi. Bây giờ thời đại này ý, con gái chả cần phải làm gì sức. Không làm thì lấy cái gì bỏ vào mồm mà chị. Mà bà chủ hỏi tiền thuê trọ rồi đấy, chị xem như nào đi. Mày không phải lo, 3 triệu ý, chị lo được hết. Con mồi lần này ngon. Em có chuyện muốn nhờ anh mà em ngại quá. Em cứ làm như là xa lạ lắm ấy. Chả là
Mẹ em đang bị bệnh nặng, cần tiền phải mổ gấp, mà em thì không đủ. Mà thôi, chuyện gia đình em tự giải quyết được. Mẹ em bị làm sao? Em còn thiếu bao nhiêu tiền nữa? Em còn thiếu 10 triệu nữa thôi. Ok. Nhưng mà em không muốn chuyện tình cảm của chúng ta liên quan đến tiền bạc đâu. Em nói chuyện buồn cười thật đấy. Em cầm lấy. Sức khỏe của mẹ em là quan trọng nhất. Em nhất định sẽ trả ơn anh mà. Trả ơn nữa. Anh ơi, sao đường này cứ là lạ làm sao ấy nhở? Đường này là đường tắt để tránh tắc đường. Nhưng mà anh ơi, hay là mình có bị nhầm lẫn gì không ạ? Chứ em thấy nó cứ sao sao ấy. Em đừng lo, em yên tâm nhá. Dạ. Anh ơi, anh bảo anh đưa em về nhà cơ mà. Nơi là ở đâu vậy ạ? Đây là một nơi rất lãng mạn để em có thể trả ơn anh. Anh ơi, cũng muộn rồi, hay là mình về đi ạ? Em đã trả ơn anh không mà đòi về, đúng không? Anh làm gì đây? Thả tôi ra! Thả tôi ra! Cứu đời mày! Cứu đời mày! Có chuyện gì đấy? Miên Thái! Thôi, không cần diễn nữa. Thôi anh định làm gì? Tôi không cần thẻ của anh nữa. Tôi không cần. Không phải, cứ thích lấy là lấy, thích trả là trả đâu. Cái vấn đề thiếu là cái khác đúng không? Không. Để tao quay các ngày quay lại đi. Cẩn thận. Quay đi. Cứu đời mày. Cứu đời mày. Quay ngơ. Ở kia có chuyện gì kìa? Thành ơi. Hình như là chị Huyền hay sao ấy. Thành ơi. Đúng chị Huyền rồi, phải làm sao bây giờ? Dừng tay lại. Tôi phải báo công an rồi nha. Vâng, vâng. Các anh đến ngay đây đi ạ. Tôi báo công an rồi đây. Các anh có thôi ngay đi không? Mày thì cùng với mày là con rành mà. Ha 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 ha